Đây, bắt đầu từ đây đi. Đấy. Hai con khủng nhất chợ. Con này ông nào biết bóc ra ấy, đẹp. Đẹp. Con này bóc hẳn chân vào cô vào chân này móng nó quặp thích. Này, móng rồng biết. Đây chủ khênh lốt về. Tiền đâu vậy? Không có tiền lúc nào đưa anh. Khổ quá với em. Em rất thèm nhưng mà không có tiền. Mà bây giờ về bày hai cái kia đấy, không tiếc tiếc. Chết dở anh. Vợ con chết dở. Chứ em có, em gửi anh ngay từ hôm ấy đây rồi. Anh biết rồi, như 1-2 tháng. Hôm kia em hôm trước em bày rồi, hôm nay ông lại bảo con thiếu, anh đưa nốt mà ngại. Chứ không, nếu mà anh bảo là anh khó khăn quá thì em lại giật. Ôi chú ơi. Nhìn này chỉ có cái mẽ thôi, chả có gì. Anh em mình ok đấy. Anh đọc số mới hôm trước ông lại quên mất số. 0967 0967 113 113 013 013 cái kiện nhá. Kiện. Chuyên những cây khủng đẹp. Đây, hai cây, một cây năm thân với hai cây năm thân. À, của anh Kiện. Đấy. Tôi toàn mua chịu của anh Kiện. Con này đẹp. Quá đẹp. Năm thân. Con đẹp này hôm trước về bạt hết rồi. Hôm trước nhìn chưa kỹ. Con này đẹp. Chiều khoảng lên xe luôn. Ôi ôi. Thì em anh không lấy. Chết sợ đấy nhỉ. Sau bảo thôi anh lại lên trở về thì chết em. 1-2 tháng. Từ giờ Tết. Em có cái khó là cái ngân hàng nó cũng chậm được. Mỗi lần đưa cho anh 1-2-3 tiền. Từ giờ các chú thoải mái cho đoàn Tết. Cứ để bày hai cái kia xem thế nào đã. Cứ bày hai cái kia lên xem nó thế nào đã. Chở luôn một thể bày. Ôi mẹ, về ở quê đây bà, ở quê đây bà, thằng này bốc tiền đâu mà nó mua kinh thế. Anh không dám đâu anh. Em mà có khả năng chi trả được thì em mới ấy. Chú bây giờ chú giả một cục đâu, chú cứ đưa dần được. Hai cái kia chưa trả tiền rồi lấy cái này. Không chơi được. Thích thì mua làm sao được hết cây đẹp đúng không thế ạ? Em có thời gian ấy thì em sẽ chơi. Bởi em về em bóc nhưng mà nó mất thời gian, nó mất khoảng một ngày cái này bóc. Để thả cửa cho chú chơi thoải mái, cho chú thoải mái từ dần Tết. Thế là chú gửi anh được, đưa dần anh được. Mỗi lần 1-2 triệu gửi quan trọng. Cứ từ từ đấy. Em phải trả hết hai cái kia thì em mới dám. Đây em quảng cáo anh kêu sau bác nào bác lấy được thì ấy, nó không còn thì ấy, cứ từ từ anh cứ lấy tiền của chú ngay đâu. Thì bây giờ đang quảng cáo, bác nào mà thích thì alo anh, bây giờ trở về nhà em rồi sau lại trở bây giờ chú có cho khách đi đấy. Ôi ôi ôi, chết giờ em về quê rồi em lại chuyển đi. Chuyển đi mệt lắm. Không chuyển được nhà anh Kiện nên anh mấy tháng em mới về nhà một lần mà. Xong không, chú không về được anh nên anh tự chuyển. Đơn giản. Quay. Đối với anh nếu mà cái sức rồi anh giữ sức rồi. Quay này là anh em biết cái đã. À, đồ, khoảng một tuần sau á mà vẫn chưa thằng nào make đi thì để em tính. Bây giờ quay để cho anh em biết. Sau sẵn anh cứ chịu khó để ở nhà anh đã. Vì có thể là hôm nay người ta xe chưa xem mấy phải có người đấy. Mấy hôm người ta đấy. Mặt mà có nhiều ông xem thì lại có thể chưa thích ngay. Lúc thích rồi bay mất rồi tiếp. Tính. Cố gắng bình tĩnh. Cây trả người, người trả cây. À, thế nhưng mà Long Biên. Hôm nay mà Long Biên thì chắc nó không ra đứng nổi khỏi ở ngoài chợ đấy anh. Long Biên thì nó độ cứ mỗi tay 1 tỷ. Nửa tỷ, nửa tỷ. Có phải nửa tỷ. Thực sự là vừa mua cây cái năm thân nó còn đẹp hơn này nhiều. Lấy chậm. 350. À. Năm thân, năm thân. Cây này bóng rộng được. Đó. Thân hơi cứng, cứng được một cái bệ trải đấy, bệ được. Bệ được. Bệ được thôi, còn này là... thân cứng. Về bóc bớt đi. Thân này thường gì đâu. Đấy, cây này. Quên cứ sơ bộ giá cho anh em biết tí. Sơ bộ thật 25 triệu một cây. 25 triệu một cây, bằng nhau đó. 25 triệu một cây. Đấy, giá rẻ giật mình. Cứ mạnh dạn alo. Đây. Con này này. Bè này, sướng. Sướng. 25 năm
xay xay thuốc, vừa làm cốc cà phê xay quá. Tôi bảo 25 triệu một cây. 25 triệu một cây cả 5 cây đây à? Là bao nhiêu? Cái tất cả bên này 25 triệu. Cả bên này 25 triệu đi. Tuần so cho anh cái này em làm mẹ bình tĩnh, cây nào cũng phải kỹ kỹ một tí xong đến lượt hết. À thế à? Ừ. Chứ có bỏ qua cây nào đâu. Rồi rồi rồi, ok. Quay nhanh quá anh em, cứ chửi. Kiên kiên đấy đúng không? Lấy hai cây năm tân đều rất là ok. Tiếp tục lấy hai cây rồi. Chuyển trước đi. Để quê. Để quê cái này hoành tráng quá thì nó. Đấy các bác nhìn. Mải nói chuyện không biết đã quay được hết chưa. Đây. Bò. Quanh ấy nó trở đến 200 ấy. Hơn. Cao độ 1 mét. 1 mét. Cao độ 1 mét. Rộng độ 90. Rộng bệ 90. Cái kia rộng bệ hơn. Nếu tính cái thân trước kia thì nó lại cao khoảng độ 1 mét 2. Còn nếu bỏ thân giữa đi thì nó khoảng độ 80 phân. Đấy, là hai cây cây to của anh Thiện nhé. Thôi được, quay mấy cây này cho ủng hộ các bố còn lại. Không quay cho các bố dỗi chết. Xuất trước này, cây này bao nhiêu tiền? Có giá đi chứ. Có giá đi. Cây nhỏ này. Cây này là 4 triệu. Xuất trước. Trước này rồi nổi tiếng lắm ấy. Nổi tiếng gì? Nổi tiếng bán đắt đấy. Nhìn trước này. Nhìn người dễ nhớ. À đúng không? Trước này. Đã 15 triệu vào đấy. 0982 này, xuống trước này đọc số cho nó ấy. Xuống trước này, 0982 này. Rồi. 0982 này. Rồi rồi, 0982. 750 này. 750. 096 này. 096. Đấy, xuống trước này. Bác ạ. Khỏe không? Dạ, em khỏe bác. Kiện không trở về cuộc kiện đấy, cuộc kiện không? Sẻ hơn của em ơi. Không con này mà có không gian không chơi hơi phí. Dạ. Cái 5 triệu rưỡi. Không, cái này nó lên bóng rồi. Cái này thì nó chỉ 2 triệu. Cái này nó lên bóng rồi khác. Cái này thì nó không phải là làm bắt bóng nhiều như cái xanh kia. Đấy, thì được. Rất dẻo nữa, chắc em không hơi cứng. Cái này mà đục, nó đục. À cái này đừng đục đi, đừng đục. Nó thẳng cứng quá. Khi mà bóng nó lên thì nó nhìn nó khác. Đang xuống cái khi nào thì em để nó. Nói đi thôi, bạn lên đây để này. Chơi đồ này rồi. Này quên. Đồ bê đây à? Kia tròn này kia. Đi bê đây. Úi xa. Ôi trời, ôi trời. Ôi trời, ôi trời. Dạ. Đưa lên 8 chi phí này. 8 chi phí này. 8 chi béo. Chi béo để cho con bán đi em. Cố ngắm các bác. Chơi chợ vui. Soi kỹ cái này tí xem nào. Vợ hay là bé em? Hả? Đấy, sinh tế. Em gái sinh tế nó có con cho. Này của ai? Của anh. Thế à, bao tiền? Dạ, nó này là 6 triệu rưỡi. Ok, 6 triệu rưỡi. Tạm được. Xanh làm biển rồi chú tuổi. Ừ. Cái này là từ lúc xưa là lán cổ. Được rồi. Sơ bộ là biết hết cây rồi. Quá kỹ rồi.
không, bên mặt bên này chú chư ấy. Này đứng làm sao được mà soi. Xoay 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 xoay. Rồi. Đây. Ok. Chia sẻ đi. Chú chưa đấy. Đây là thằng em trước đấy. Đấy. Rồi chia sẻ. Chú chưa. Mét mũi bẻ đôi đấy. Đấy. À, được rồi, được rồi. Được chưa? Được vừng rồi. Anh về đây cây nào để bán hết rồi? Cây này bao tiền đấy? Cây này 15 triệu. 15 triệu. Đây nhá. Rất đẹp dài. Luộc vừng. Đấy, luộc vừng răm lấy được như thế này là kinh đấy. Chăm tốt đấy mới lấy ra như này đấy. Cứ thường các ông cắt cái nó ra mỗi cái. À, bán 2 cây rồi, còn 1 đây mang 3, còn 2 còn 1 đây. Cây này thì còn đang giữ giá. Được, cây đẹp. Đây này quay à? Đúng được đấy. Vâng. Không đi quay cây nào đẹp là múc. Đây là đỗ xanh, đây là đỗ sáu à? Đỗ sắc, đỗ xanh. Đấy, ông này là ông ấy đi quay phim là ông chỉ săn săn thì cây nào đẹp là ông múc thôi. Không như ông kia. Chào chú đâu mà cái xe nó ngồi không chào được chú đâu mà. Ông bận nhiều nên không chào được. Cái này mà kiểu như sung ấy nhỉ? Đấy, chưa? Chào chú Hoàng Hoàng này. Được chưa? Đấy. Sắp lộ rồi. Một lòng mang cái cây ấy cho bán hộ cái nhá. Ok anh, được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Quá đẹp. Quá đẹp, một giá tất cả lấy mình. Rừng xanh. Không phải rừng xanh, là rừng xanh. Rừng xanh. Đẹp đấy. Cây lên bóng cái là đẹp ngay. Đẹp. Cây này. Rừng ngăn điện. Đấy. Đồi xanh. Trần lập. Không phải của anh. À đây à. Anh này hết cây rồi. Hết cây rồi. Rồi chéo rồi. Chéo đẹp quá. Đấy, nhìn già thế này, 1,5 triệu. Mua nhanh còn kịp. Mua gì rẻ hơn? Mua nhanh còn kịp. Bây giờ người bán 2,2 triệu. Người bán cây rẻ nhất chợ đấy. Rẻ nhất chợ. Bán cây có tâm và rẻ nhất chợ. Ra đây mua không phải suy nghĩ giá. Có điều có thích cái, có thích cây hay không mà thôi. Thích thì không. Đấy. Khẳng định luôn. Cái chợ Á Đông. Khẳng định luôn là già mê. Ông anh rất quý ông anh ở cái chỗ đấy, mua cây này. Bao giờ ăn rẻ nhá. Ui, uống cà phê rồi ăn điếu thuốc say quá. Say quá, sáng không ăn sáng. Quay, cố gắng quay, hôm nay gặp gỡ nhiều. Đâm ra là quay nó cứ chóng hết cả mặt rồi, mọi thông cảm nhé. Cả em đi hưởng, anh em hưởng không khí chợ thì chứ giá rồi không quan trọng nhiều đâu các bác, mua được thì ra chợ thì tốt nhất. Đầu tiên anh em ở sao hoặc xem lần đầu thông cảm nhá, ngày nào cũng ăn hàng ở chợ mà bác nhá. Rồi xin cảm ơn các bác.